phát hiện 3 loại rau cổ giàu protein không kém gì thịt cá, phòng ngừa cả đống bệnh nguy hiểm. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, từ trước đến nay, cô bác vẫn thường quan niệm rằng muốn bổ sung chất xơ thì nên ăn rau và muốn bổ sung protein thì chỉ cần ăn thịt cá. Tuy nhiên, trên thực tế lại không phải như vậy đâu, cô bác nhé. Ngoài việc bổ sung chất xơ thì có rất nhiều loại rau cổ cô bác ăn vào cũng có thể cung cấp cho cơ thể của chúng ta một lượng protein rất lớn, không kém gì so với các loại thịt cá đâu. Hơn nữa, có một số loại rau cổ còn được chứng minh là có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, thậm chí còn ngăn ngừa được các tế bào ung thư. Do đó, trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin được chia sẻ đến quý cô bác 3 loại rau củ giàu protein nhất để cô bác có thể lựa chọn và bổ sung vào chế độ ăn mỗi ngày, vừa chữa trị được cả đống bệnh nguy hiểm, lại vừa hạn chế việc ăn quá nhiều thực phẩm có nguồn gốc từ động vật mỗi ngày, cô bác nhé. Thực phẩm hàng đầu có công dụng ngăn chặn các tế bào ung thư chắc chắn phải kể đến đó là nấm. Nói về các loại rau củ mà cô bác thường xuyên ăn mỗi ngày, chắc chắn sẽ có ít cô bác nào sử dụng nấm, có phải không nào? Thông thường, cô bác chỉ xem nấm như một loại rau ăn kèm với lẩu hoặc là nấu cùng với canh xương. Thế nhưng cô bác không biết đó thôi. Nói về hàm lượng dinh dưỡng thì nấm có thể thay thế thịt hoàn toàn bởi vì dinh dưỡng của nấm còn cao hơn thịt và rau đấy cô bác. Chưa kể, hàm lượng chất xơ cũng bằng hoặc là cao hơn cả rau. Vậy nên cô bác có thể xem nấm như rau và thịt sạch để ăn mỗi ngày. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng cho biết, bởi vì trong nấm có các thành phần dinh dưỡng cao, bao gồm các vitamin, khoáng chất, hoạt chất có lợi tự nhiên, nên chúng có thể giúp cho cô bác cải thiện nhiều lợi ích về sức khỏe. Và một trong số đó phải kể đến đó là tác dụng ngăn ngừa ung thư cực kỳ hiệu quả. Cụ thể, trong nấm hương có hai hoạt chất song sinh là lentinan và lentinula edodes micresium LM. Trong khi đó, hai chất này có tác dụng ức chế tế bào ung thư đã được chiết xuất làm thuốc chống ung thư đấy cô bác. Hơn nữa, một số tài liệu và công trình nghiên cứu tại Nhật Bản đã thử nghiệm và cho thấy rằng những cô bác nào đang bị ung thư trong giai đoạn hóa trị, nếu dùng thêm lentinan thì sẽ làm tăng hiệu quả hóa trị tích cực lên một cách đáng kể. Nhờ có lentinan mà nó đã giúp tăng cường khả năng sống sót cao hơn cho các cô bác đang mắc ung thư, bởi vì chúng sẽ kìm hãm sự tiến triển của tế bào ung thư trong cơ thể của chúng ta. Bên cạnh đó, những cô bác nào bị thiếu máu thì nên dùng mỗi tuần, bởi lẽ hầu hết các loại nấm đều có bổ sung chất sắt, rất tốt cho máu. Đặc biệt, cô bác nào đang trong thời kỳ kinh nguyệt thì nên ăn hàng ngày để tăng cường lượng máu trong cơ thể mà cô bác đã bị mất đi. Mặc dù tốt cho sức khỏe là như vậy, thế nhưng cô bác cũng không nên vì lạm dụng mà ăn quá nhiều đâu nhé. Mỗi ngày, cô bác chỉ nên ăn khoảng từ 100 cho đến 200 gram, hoặc tốt nhất mỗi tuần, cô bác chỉ nên ăn từ 3 đến 4 lần. Mỗi lần, cô bác có thể ăn 350 gram tối đa. Như vậy là thích hợp nhất cho hệ tiêu hóa, được hoạt động hiệu quả rồi đó cô bác. Loại rau tiếp theo cực giàu protein đó chính là rong biển. Cô bác cứ để ý mà xem, người Nhật Bản và người Hàn Quốc thường ăn rất nhiều canh rong biển. Hầu hết các bữa ăn của họ đều không thể thiếu được loại thực phẩm này. Đây cũng chính là nguyên nhân giúp cho họ có được tuổi thọ trung bình thuộc hàng cao nhất trên thế giới đó của bác. Có thể của bác chưa biết rằng rong biển không đơn thuần chỉ là một loại rau cung cấp nhiều chất xơ mà chúng cũng là một loại thực phẩm có chứa nhiều protein. Trung bình 10g rong biển khô đã có chứa đến 8g protein rồi đấy của bác. Đồng thời nó cũng có chứa ít calo. Nhờ đó mà có thể hạn chế việc tích tụ lượng mỡ dư thừa cho của bác. Chính vì thế, rong biển được đánh giá là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và không gây ra tình trạng tăng cân của bác nhé. Theo các nghiên cứu, vào cuối mùa đông và mùa xuân, rong biển sẽ có hàm lượng protein dồi dào hơn so với mùa hè. Bên cạnh đó, rong biển còn có chứa nhiều chất xơ, natri alginate và một số dưỡng chất khác giúp ổn định lượng đường trong máu và rất tốt cho dạ dày của chúng ta. Tuy nhiên, điều khiến cho cô bác sẽ phải bất ngờ hơn đó chính là chất lignan trong rong biển. Chất này có khả năng ức chế sự hình thành và phát triển của các khối u, hạn chế các tế bào ung thư đi vào máu và di căn ung thư trên các phần khác của cơ thể chúng ta. Ngoài ra, lignan còn ngăn chặn sự tổng hợp estrogen trong các tế bào với hiệu quả tương tự như một số loại thuốc dùng trong hóa trị ung thư nữa đấy cô bác. Đặc biệt, cô bác nào ở đây đang sau thời kỳ mãn kinh, các mô mỡ chính là nơi mà estrogen được tổng hợp. Một lượng lớn chất chuyển hóa estrogen là những nhân tố chính gây ra bệnh ung thư vú.
Vậy nên cô bác lại càng nên ăn loại rau này thường xuyên, bởi vì chúng góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ ung thư vú ở cô bác. Không chỉ vậy, trên thực tế, rong biển từ lâu đã là một thành phần trong các loại thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa của chúng ta. Các nhà khoa học tại trường đại học Newcastle đã nghiên cứu alginate, một chất có trong tảo biển nâu, và thấy rằng nó có thể tăng cường chất nhầy trong ruột của cô bác, từ đó giúp bảo vệ thành ruột của chúng ta khỏi các tác nhân gây bệnh. Và với những lợi ích mà loại rau này mang lại, nếu có điều kiện, cô bác mỗi tuần nên ăn từ 2 đến 3 lần để có thể bổ sung thêm thật nhiều nguồn dinh dưỡng cho cơ thể cô bác nhé. Và thực phẩm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ cho cô bác đó chính là đậu nành. Cô bác có thể biết rồi, thịt cá là một trong những loại thực phẩm quan trọng cung cấp phần lớn protein cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Thế nhưng cũng chính các loại thực phẩm này sẽ dễ khiến cho chúng ta bị nhiễm các bệnh thường gặp. Thay vào đó, lời khuyên của giới chuyên gia là chúng ta nên ăn nhiều các loại rau củ. Đặc biệt, đậu nành chính là thực phẩm vô cùng thích hợp mà chắc chắn là cô bác không nên bỏ lỡ. Đây là một loại thực phẩm giàu protein được nhiều cô bác yêu thích nhất. Ngoài protein, các sản phẩm từ đậu nành còn giúp cho cơ thể của cô bác bổ sung canxi và chất sắt rất tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu quan sát hiện tại cho thấy rằng đậu nành có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt mà cô bác có thể mắc phải. Hơn nữa, các nghiên cứu trên động vật cũng cho kết quả hỗn hợp có liên quan đến isoflavon của đậu nành giúp hạn chế tăng trưởng khối u, đặc biệt là đối với ung thư vú của bác nhé. Tôi sẽ lấy một ví dụ cụ thể để cô bác có thể dễ hình dung hơn. Một đánh giá nghiên cứu cho thấy rằng nó có mối liên quan đáng kể giữa những cô bác sử dụng hạt đậu nành với việc làm giảm nguy cơ ung thư vú ở những cô bác thuộc các nước ở châu Á. Bên cạnh đó, tác dụng chống ung thư của đậu nành có thể là do khả năng hoạt động của isoflavon. Chất này hoạt động như một chất chống oxy hóa, cũng như lunacin giúp thúc đẩy sự chết tế bào ung thư trong các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật của bác nhé. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả những công dụng của đậu nành đâu cô bác. Lợi ích tiếp theo mà cô bác có thể nhận được đó chính là khả năng làm giảm mức cholesterol và cải thiện các yếu tố nguy cơ khác do bệnh tim mạch mà cô bác thường hay gặp phải. Mặc dù cơ chế hoạt động chính xác của hạt đậu nành vẫn chưa hoàn toàn được hiểu rõ, thế nhưng chất xơ, protein và axit alpha-linoleic ALA có trong đậu nành đóng một vai trò nhất định đối với cơ thể của chúng ta. Hơn nữa, một lợi ích mà nhiều cô bác thường rất thích đó là hạt đậu nành rang có thể hỗ trợ làm giảm cân do hàm lượng protein cao. Sử dụng nhiều protein có thể tăng cường trao đổi chất và tăng cảm giác no cho chúng ta. Do vậy, có thể hỗ trợ giảm cân rất tốt. Như tôi đã nói trước đó, protein trong đậu nành có thể hoạt động với chất xơ. Đồng thời, isoflavon cũng cung cấp thêm lợi ích cho quá trình chuyển hóa chất béo và giảm cân. Trong một nghiên cứu được thực hiện kéo dài trong 8 tuần ở 30 cô bác trưởng thành bị béo phì, những cô bác này được tuân thủ theo chế độ ăn uống ít calo với protein đậu nành và kết quả cho thấy rằng những cô bác ăn chế độ này đã giảm được lượng mỡ trong cơ thể nhiều hơn đáng kể so với những người ăn ở chế độ ít calo với chủ yếu protein là động vật. Khác với hai loại rau củ là nấm và rong biển thì đậu nành là thực phẩm mà cô bác có thể ăn bất cứ khi nào mà không cần phải chú ý quá nhiều đến số lượng nạp vào cơ thể. Do đó cô bác có thể ăn trực tiếp hoặc ép để lấy sữa và sử dụng hàng ngày cô bác nhé. Cô bác thân mến, nhìn chung ba loại rau củ vừa rồi mang đến cho chúng ta một hàm lượng lớn protein. Tuy nhiên cô bác cũng không nên vì như vậy mà thay thế cho thịt hoàn toàn cô bác nhé. Bởi lẽ, cơ thể của chúng ta luôn cần dung nạp đầy đủ lượng protein có nguồn gốc từ cả động vật và thực vật. Vậy nên, cô bác hãy ăn với số lượng mà Sống Khỏe Mỗi Ngày đã chia sẻ để không chỉ tăng cường chất dinh dưỡng mà còn có thể phòng chống và ngăn ngừa bệnh ung thư. Một điều quan trọng hơn để cô bác có được tuổi thọ cao giống như người Nhật Bản và không mắc ung thư thì cô bác cần tìm cho mình một chế độ ăn uống đúng cách. Điều đáng nói, người Nhật Bản cho biết rằng họ không bao giờ động vào hai món này. Thế nhưng ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, lại tiêu thụ rất nhiều. Do đó, trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ ra hai món ăn mà cô bác nên hạn chế sử dụng để đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất nhé. Thực phẩm đầu tiên mà cô bác nên thay đổi đó là những món ăn quá đậm đà. Cô bác có thể biết rồi, đất nước Nhật Bản vốn nổi tiếng với việc luôn nằm trong danh sách những quốc gia có tuổi thọ cao nhất trên thế giới. Đặc biệt là rất ít người dân ở quốc gia này mắc bệnh ung thư.
So với các quốc gia trên thế giới thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư của người Nhật Bản tương đối thấp, như họ có nguyên tắc sống rất lành mạnh. Đặc biệt là họ rất hạn chế ăn những món ăn quá đậm đà. Trong khi đó, cô bác cứ để ý mà xem, nhiều cô bác thường có thói quen dùng các món ăn có nhiều muối, nhiều nước mắm và gia vị. Ở Nhật Bản, để phòng ngừa ung thư, người Nhật ưa chuộng chế biến các món ăn nhạt, thậm chí họ còn ăn sống thực phẩm để đảm bảo giữ được trọn vẹn dinh dưỡng đó của bác. Ngoài ra, người Nhật còn tăng cường ăn nhiều trái cây và rau củ quả nữa. Điều này giúp điều chỉnh sự cân bằng của các chất dinh dưỡng có trong cơ thể mà không làm suy giảm hệ miễn dịch. Ngược lại, những cô bác nào thường xuyên ăn các món ăn có vị cay nồng hoặc quá mặn sẽ có thể gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm như là cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, từ đó tạo cơ hội cho các tế bào ung thư xâm nhập và gây bệnh của bác nhé. Thực phẩm tiếp theo mà cô bác nên bỏ sớm đó chính là đồ ướp muối. Ở Việt Nam, các loại đồ ướp muối như cá muối, thịt muối hay dưa muối đều rất phổ biến. Cô bác khi ăn vào thường sẽ thấy rất đưa cơm. Thậm chí nhiều cô bác còn chẳng cần thịt cá gì, chỉ cần ăn cơm trắng cùng với dưa cà là cảm thấy ngon miệng lắm rồi. Tuy nhiên, theo điều tra vào năm 2015 thì mức tiêu thụ muối trung bình mà cô bác ăn mỗi ngày là 9,5 gram, gần gấp đôi so với khuyến cáo của WHO là 5 gram mỗi ngày. Và đây chính là một thói quen nguy hiểm đấy của bác nhé. Nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn thừa muối làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, tăng nguy cơ ung thư dạ dày do phá hủy lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày và tăng sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori trong cơ thể của chúng ta. Trong khi đó, người Nhật nói không với thực phẩm này. Họ thường ăn rất ít hoặc không ăn quá nhiều các món ướp muối. Do vậy mà tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh ung thư cũng được hạn chế một cách đáng kể. Vậy nên, để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân và gia đình mình, cô bác nên loại bỏ các món ướp muối quá nhiều của bác nhé. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh những suy nghĩ và lo lắng tiêu cực. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt, kết hợp với việc ăn uống điều độ, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.